Lấy cái ấy che mắt bạn lại vậy. Chói mắt hay là gì? Dám xích lên trên đi. Đó. Dám lệch này chứ. Tính ra 2 ngày luôn đó thì. Cặp đó còn thắng rồi đó. Thôi đi. Ra em chưa có xài cọt không ta? Lâu chưa? Lâu à. Mấy năm à? Dạ. Mấy năm rồi? Như là 2 năm. Ngừng thì nó làm sao? Dạ. Ngừng thì nó làm sao? Ngừng nó lên thế. Một thời gian á. Nó đẹp được một thời gian á. Ừ. Là em ngừng 2 năm rồi á. Dạ. Ra em như em cọc nặng lắm lâu rồi nè. Mụn đi tí 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 hoài. Trước em đâu có tự ý xài đâu, em đi spa. Tại spa hả? Ừ, spa đưa cho em xài à. Cứ em đi em tin tưởng thôi. Ai ngờ em bị người ta ghẹt. Giờ spa nó xài ấy. Xài đấy thì nó nhanh đẹp mà. Thank you.
Mua để tủ á. Mua lên 6-7 cái để trong tủ chơi vậy thôi. Đi ra ngoài mượn túi người ta đi. Không ngờ chị lại vậy luôn đó chị ạ. Làm gì để nó mới nở. Ờ thật luôn á. Nó mua một lần 6 cái túi mua sỉ luôn mà. Mua túi về xài mua sỉ. Xong rồi đi chơi thì mượn túi người khác đi. Để tủ khóa lại chơi vậy. Chắc bữa sau mua cho chị ăn cái tủ kính về trưng bày túi. Chị ăn hết cho em một đống cả luôn. Để em xài tủ ra. Lựa đi. Ok chị, em cảm ơn chị. Thôi cứ đi. Gọi như đó đấy à.
em lấy mệt nghỉ luôn. Cứ lấy tí thì xíu xíu lấy mà phát chán luôn.